Vâng, xin thưa quý vị là hôm nay chúng ta sẽ tham khảo để lựa chọn cho mình một cái sản phẩm đẹp. Thì ở đây chúng tôi trên màn hình chúng tôi có một cái quả bình phú quý và cũng mong muốn là chia sẻ cho anh em về cái cách mà chúng ta lựa chọn cái quả bình phú quý này làm sao mà cho nó phù hợp. Với quả bình phú quý mọi người nhìn thấy như thế này thì chắc chắn là mọi người nếu như những người nào mà chơi rồi thì sẽ biết đây là gỗ gì. Còn những người mà chưa chơi thì chắc chắn là sẽ khó có thể biết đây là gỗ gì, đúng không ạ? Và cũng chia sẻ cho quý vị là cái gỗ này nó là gỗ lu nghiến, hay người ta còn gọi cái tên là ngọc nghiến. Đấy. Cái gỗ này thì về cái nu hoa của nó thì như quý vị nhìn thấy các cái điểm xoắn như thế này, điểm chấm như này, điểm mắt mấu như này thì chính là những cái lu gai của nó. Và khi mà người thợ người ta tiện ra được cái bình như này thì bao giờ người ta cũng phải lựa chọn cái mặt đẹp. Nó là cái mặt chính, mặt tiền. Thế cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy cái mặt đẹp rồi thì chúng ta thấy nó hoàn toàn nó là lu, đúng không ạ? Càng nhiều lu thì nó càng đẹp. Đấy. Như cái bình như này thì quý vị cũng có thể thấy được rằng là nó tứ tử, nó là lu hoa. Đấy. Tìm ra được một cái phôi gỗ nó đã khó rồi mà lại tìm được những cái lu hoa nó đẹp như thế này thì lại càng khó. Đấy. Nó không có một cái vết tích gì. Cho nên là khi người chơi ấy, người ta mua những cái bình như này về người ta chơi ấy, thì người ta chơi 5 năm, chơi 10 năm hay là người ta chơi lên tới cả hàng trăm năm ấy, thì khi nào mà người ta cần thiết, người ta muốn làm lại, muốn sơn lại, muốn đánh bóng lại, đúng không ạ? Thì nó rất là đơn giản, nó không có bị lỗi vết gì thì nó rất là dễ. Còn những cái bình mà nó bị lỗi vết ấy, khi chúng ta sơn sơn lại nó không chuyên nghiệp là chúng ta sẽ bị lộ rất là nhiều. Đấy. Cho nên là với những cái bình phú quý chúng ta đi chọn, chúng ta nên chọn những cái bình nào mà nó không bị lỗi để chúng ta mua. Cái bình này thì nó cũng khá là to. Nó đường kính của nó lên tới khoảng 40 cái bình này. Đấy. Và trên cái lúm này này, cái bình phú quý này thì thường thường là cái lúm này sẽ là cái lúm chắp vào. Đấy. Nó như là cái lúm rời ấy, đúng không ạ? Đấy, cái bình này là một thân. Và cái đế bên dưới này là một thân này. Đấy, đế bên dưới là một thân. Với cái bình phú quý bằng gỗ lu nghiến thì xin chia sẻ cho anh em là không phải là bình nào nó cũng giống bình nào. Hoặc là cái gỗ này, cái màu nào thì chúng ta cũng sẽ biết là rằng là với những cái bình bằng gỗ lu nghiến thì kể cả màu sắc chúng ta xử lý cái màu này của nó để cho nó tạo lên cái vân, cái lu, cái hoa này này là nó đều là tự nhiên. Nhưng mà chúng ta làm sao ấy khi chúng ta chơi nó 5 năm 10 năm nó không bị xuống màu. Chứ còn những cái người mà làm không chuyên nghiệp ấy thì là chúng ta chỉ chơi 1 2 năm thôi là cái màu này nó xịn xuống. Khi nó xịn xuống rồi thì nó sẽ cũ đi và nó sẽ chuyển thành cái màu nó sẫm hơn. Đấy, đấy là những cái mà trong nghề nghiệp thì chúng ta sẽ thấy những cái đấy nó rất là rõ. Còn những người chơi thì người ta chỉ biết là lúc này đẹp là người ta mua thôi, đúng không ạ? Không biết là sau nay mai nó như thế nào. Đấy. Còn với những người chơi ấy, thì mua những cái bình này về người ta thường là để trưng bày ở phòng khách hay là ở phòng làm việc. Rồi thì người ta làm cái không gian trưng bày thì người ta mua những cái bình này để người ta trưng bày. Bởi vì những cái bình này là cái bình VIP rồi. Bình này nó là bình hàng hiếm rồi. Đấy, nó không có một cái lỗi vết gì mà cái lu hoa này của nó là tuyệt đỉnh rồi. Đấy. Thế cho nên là với những người chơi thì chúng tôi cũng chỉ biết là khuyên quý vị là khi đi mua sản phẩm thì lựa chọn làm sao những cái sản phẩm nó không bị lỗi vết. Đấy. Và cái lu hoa nó đều, nó đẹp và nó rõ. Đấy. Nó rõ. Bởi vì tất cả các cái đường vân này này, đường nu này này, nó càng rõ bao nhiêu thì nó thể hiện cho chúng ta thấy được rằng là hàng nó càng chất bấy nhiêu. Đấy. Đấy cũng là một trong những cái mà chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được. Còn chúng tôi thì còn rất là nhiều các cái sản phẩm đẹp, sản phẩm VIP để chia sẻ cho anh em, thì cũng mong muốn là chia sẻ những cái sản phẩm nó chi tiết hơn một chút thì quý vị có thể là đi mua, quý vị sẽ lường được, đúng không ạ? Đấy, như những cái bình như này, như cái nu hoa như này anh em nhìn thấy này, đấy, các cái đường nu hoa nó như là rồng bay phượng múa ấy. Đấy, nó xoắn xoắn nó xoắn, các cái điểm này là điểm mắt, đấy, nó rất là đẹp. Và chúng ta thấy là rằng là người chơi bây giờ người ta rất là sành, người ta mua những cái bình
nó đẹp, nó tinh hoa, cũng như là người ta nói là chơi nghệ thuật là phải chơi những cái gì mà nó phải là đẳng cấp, đúng không ạ? Cho nên là cái bình này thì nó là một trong cái bình quá đẹp, cho nên là chúng tôi mới chia sẻ cho quý vị, bởi vì là nó chẳng có một cái lỗi vết gì. Đấy, tôi quay check xung quanh cho quý vị nhưng mà không có một cái lỗi vết gì. Tức là hàng của nó là hàng chuẩn, gần như là phải nói là theo con mắt thường nó cũng đã đạt lên tới 99% rồi. Đấy, đấy là cái mà chia sẻ cho anh em để cho anh em nắm được khi mà lựa chọn những cái bình phú quý. Đấy, để anh em chơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều.